Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn để tiếp tục cập nhật chương trình Tết ở những chợ hoa. Thì hôm nay em dẫn anh chị và các bạn chúng ta cùng đi vào một khu chợ nữa, một khu chợ rất là lớn, một cái nơi thường xuyên tổ chức vào các dịp Tết mỗi năm, đó là khu vực chợ hoa công viên 23 tháng 9. Và trước mặt anh chị đó là con đường Lê Lai đi thẳng ra công trường Quách Thị Trang, chợ Sài Gòn, và theo hướng ngược lại chúng ta sẽ đi đến chợ chợ Hòa Bình, ở chợ Thái Bình, nơi giao giữa Nguyễn Trãi với lại Lê Lai rồi Cổng Quỳnh, thẳng hướng này ha. Và công viên 23 tháng 9 có hai khu vực cách nhau bởi con đường Nguyễn Thị Nghĩa. Chúng ta sẽ đi ở khu vực đối diện khách sạn New World, một khách sạn 5 sao rất là lớn, rất là đẹp ở Sài Gòn. Và hôm nay thì trong thời kỳ dịch bệnh thì hầu như tất cả các khách sạn du lịch đều đang trong tình trạng đóng băng. Nói chung một năm không được thuận buồm xuôi gió, một năm mệt mỏi, cả thế giới mệt mỏi với đại dịch Corona. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào bên kia để mình qua đường ha, để mình xem những cây hoa ngày nay ở khu vực này như thế nào. Thì nói chung tình hình dịch bệnh nên thành ra việc vui chơi ở Sài Gòn thì nó cũng không có được trọn vẹn cho lắm, nhưng mà dù sao thì mình cũng đi một vòng để cập nhật tình hình cũng như gửi chúc hương Tết đến tất cả bà con cô bác ở khắp mọi nơi. Còn mong cho một năm thuận buồm xuôi gió, một năm không còn dịch bệnh. Ở đoạn này thì người ta bán đào nhiều lắm, bán đào, hoa đào rất là nhiều. Hoa đào thường được trồng ở các vùng lạnh, xứ lạnh như là Hải Dương rồi Hà Nội ha, ngoài Bắc, nói chung ngoài Bắc. Hiện tại thì dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp, nên hình ra chỗ đông người thì em cũng ngại tiếp xúc. Với lại dạo này thì hầu hết các ngôi chợ thì cũng không được đông cho lắm. Và chúng ta sẽ đi qua đường ha, ở bên kia là đường Trương Định, đi qua khu Tao Đàn, Hội Hoa Xuân sắp được diễn ra. Rồi chờ bán xe mình qua đường nhé. Ở đây xe cũng rất là đông, tại vì con đường này đường một chiều và bây giờ Sài Gòn là 4 giờ hơn. Tranh thủ đi một vòng để gửi bà con bác xem chơi cho vui trong những ngày dịch bệnh này. Thì không có gì xem thì mở TV, mở YouTube lên, mở V5 TV lên, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ 7 giờ sáng giờ Việt Nam, và có khi thì 7 giờ tối, hai khung giờ thì hai clip. Trước mặt anh chị đó là cây đào rất là đẹp. Bây giờ thì mới có 23 thôi, chưa có nở bông. Mấy cái đào này thì đang trong quá trình chuẩn bị nở. Người ta quấn lại hết. Người ta sợ nó nở sớm, người ta bọc lại. Không biết bao nhiêu tiền một cây ha. Cái này người ta không có để giá. Em cho hỏi mấy cây này là bao nhiêu tiền một cây? Không biết. Cũng là người mua à? Dạ, đi mua. 400-500 à? Rồi cảm ơn. Này đào cành. Đào cành nghĩa là người ta ghép á. Rồi đào gốc nguyên cây mình có thể trồng luôn á, nhưng mà ở khí hậu miền Nam thì hầu như không có trồng được.
mà cây đậu cành này 400-500. Anh cái máy nó mua cỡ nhiêu tiền vậy? Dạ mua cũng lâu rồi, trước 7-8 triệu. Trước hả? Dạ. Bao lâu? Giờ nó ra phiên bản mới thì nó cũng cỡ đó. Cỡ nhiêu tiền nó mắc không? 8 triệu mấy. 8 triệu mấy không? Dạ. Ví dụ mình quay rồi mình đưa lên sao, đưa một triệu cái điện thoại hả? À, đúng rồi. Chiếu cái điện thoại lên. Anh mua đào thế? Dạ, em đi coi chị. À. Mấy này là bao nhiêu tiền một chậu hả chị? Dạ. Mấy cái chậu bự này nè, cây bự này là gốc đúng không? 2 triệu. Đẹp không? Em coi nha, chưa có mua. À, cây này đẹp nè. Mà ở đây mình ổn ha, mình không có trồng được ở đây. Cành có. Anh có mua cành không? À, không, bữa nay em coi thôi, Chưa có mua. Buồn. Không sao, từ từ bán cũng hết à. Hôm nay mới 23. Mấy cái cành thì bao nhiêu tiền? Cành là như thế nào? À, của người ta hả? Cành đó thì bao nhiêu hả chị? 500 anh ạ. 500. 500 một cành, thích lấy chừng nào đó. Ủa nhưng mà nó chừng nào nó nở? Ôi sao mình bọc cái này lại chi vậy? Bọc vào để hám cho đỡ nở. À. Bây giờ anh về anh tháo này ra, thế là cắm vào bình là nó nở ngay rồi. À. Hồi chơi xong mình chắc mình bỏ chứ đâu có trồng đây được đúng không? À. Trồng mày có kỹ thuật mới trồng được. À, những cái khí hậu ở đây cũng khó trồng. Dạ. Cái này cũng là cành hả? Cái này cũng là cành luôn hả? 500 luôn đúng không? Nhỏ nhỏ là 500. Đây là cây, còn kia là cành. À, rồi, cảm ơn chị. Để em coi trước rồi, có gì ra mua em kiếm chị. Dạ. Đau khổ. Ngồi ở đây chơi cho vui rồi chứ. Chứ trồng đâu có ra bông được, mua mấy cây này mắc tiền. Cái này cái đào cổ đúng không? Vua đào. Vua đào hả? Ủa. Sao là vua đào? Tại vì nó cái gốc nó lớn hả? Không phải gốc nó lớn mà nó là giống cổ. À, loại giống cổ hả? Thất thố. À. Cảm ơn chị. Cái này mắc không? Cái này có 200 đô. 200 đô. 200 nghìn. Ủa, sông cổ còn 200 nghìn giỡn hả? Thiệt hả? Thiệt không? À, rồi chúng ta đi tiếp nha. Mày chúng ta đi coi thôi. Người ta bọc bọc lại nhìn thấy cái cây nó cũng rất là lớn ha. Mà nhìn chung thì khách cũng không có chưa có nhiều, tại vì hôm nay người ta còn đi làm đó, giờ này cũng là giờ đang làm nên thành ra mình đi giờ này nó cũng hơi vắng. Thôi mình tiếp tục đi qua cái đoạn hoa khác nha. À, đây là chuyên đào không thôi. À, hoa đào thì Nị không thích nhưng mà ba thì thích. À, không biết phải như thế nào đây. Hoa đào nở rất là đẹp mà. Nị nói hoa đào nhìn nó buồn. À, rồi chúng ta tới rừng lan nè. Rất là nhiều loại hoa lan. Lan rừng. Hoa đào Nhật Tân. Bên đây là các
các xe xe tải đang nhập hàng vô. Rồi, cái đầu quá dữ. Quá trời luôn. Một ngàn hoa. À, nhìn chung thì chắc người ta lên chưa có đủ mà năm rồi rất là nhiều, rất là nhiều. À, đây là hoa lan. Lan PP Oxide, à, nhà phân phối hoa lan cao cấp. Thêm miếng nữa cho chắc đi. Ờ, bên đây trống lỏng à. À, bên kia là mặt đường Phạm Ngũ Lão. À, bên phía sau rạp Diên Hồng và trường Tellerman. À, đây lâm Khánh Trì bên này người đẹp Lâm Khánh Chi đang làm vlog. À, tới đây là khu vực Hoa Mai. À, chắc có lẽ hôm nay là chưa có đủ nên là chưa có nhiều ngân hàng Hoa Mai. À, cứ dịch bệnh thế này thì tội nghiệp những đứa trẻ, nó không có niềm vui trong cái dịp nghỉ Tết như thế này. Ngay cả bạn đồng nhỏ này cũng không có đi đâu tại vì dịch bệnh đó. Dịch bệnh thì cũng hạn chế đi. Em thì đi em lựa cái giờ vắng vắng thì đi quay vài cảnh chia sẻ cùng anh chị. Đây là hoa lan. Rồi đây là chậu. À, các loại chậu. À, các loại các tượng thần tài. Sẽ à, nói chung khu vực ở đây năm nay thì vắng quá nè. Trời ơi, năm rồi mình nhìn thấy những hình ảnh cái clip năm rồi hoa hoa hoàng hoa vàng rực. Quá buồn. À, nhưng mà hy vọng là cái dịch bệnh này nó sẽ sớm đi qua để người dân chúng ta có cái niềm vui nó trọn vẹn hơn. À, mình ra đây là đường Phạm Ngũ Lão. À, cặp con đường này thì có
vài gian hàng thôi. Đó, nhìn thấy lưa thưa lưa thưa. Đó, đây là rạp Viên Hồng ngày xưa. Đó, rạp hình như nhớ em nhớ cái rạp nhưng mà không phải Viên Hồng không, nếu mà sai anh chị thông cảm nha, bỏ qua nha, anh cho em xin cái comment. Nói nhiều khi nhiều rạp quá không nhớ, tại bây giờ nó thành cái quán cà phê rồi, cái nhà hàng rồi, cái tù Hoa Cúc. Nó có mua lại một em đây, Hà Lan của em cũng đẹp lắm nè. Này cúc cúc bó xôi, cúc vàng ươm luôn, vàng rực luôn. Năm nay nhìn chung cái sức mua thì chắc cũng giảm, nhưng lại có những người bán năm nào người ta cũng bị thua lỗ nên năm nay cũng ít người bán hơn. Mà bữa nay dịch bệnh thì nhu cầu cũng giảm nên nên người bán cũng ít hơn, ít người bán hơn. Wow, mình đang đi tiếp trên vỉa hè đường Phạm Ngũ Lão ha. Đây là những hoa cúc. Hả? Biết không? Còn không có thôi à Bình ơi. Thì bây giờ mình cứ lựa cho bả đi, còn như mình dọn mình đem lên dưới lên đây lựa 30 chậu cho bả đi, rồi mình để riêng cho đó. À, nhìn hoa cúc quá trời hoa cúc ha. Đoạn này là hoa giấy nè, hoa giấy đủ màu hết nè. Mỗi năm có một chị bán chuyên bán đồ thủ công mỹ nghệ, những cái mây tre nứa đan, không biết là chị có bán không. Là nghề truyền thống Bạc Liêu. À, những cái giỏ, cái rổ bằng tre. Có những chậu lúa nữa nè. À, miền Tây hay nói cái gô bỏ vô cái gỗ nhảy gồ gồ. Đây người ta bán cái rổ này nè, rổ tre đó. À, những cây lúa được trồng trong cái chậu nè. Nhìn cũng ngon ngọt. Người ta trưng lúa giống như là tượng trưng cho là có lúa là có tiền đó, ha. Nên có những chậu lúa. Là những chậu cúc. À, nhìn chung cái chợ hoa năm nay thì nó cũng hơi quá vắng, kéo theo một cái hệ lụy những chú chạy xe, những chú chạy xe thì cũng ít khách hơn. Đẩy qua đường luôn. Chỗ bưởi.
bưởi bưởi viễn. Nào chậu này có cả mấy chục trái á, quá trời trái luôn. Nhưng mà không biết cái ruột của nó có ruột hay không ha. Bữa này thì được trồng ngoài ngoài Bắc rất là nhiều, ở trong Nam thì không có. Là những cây tắc. Rồi chúng ta đi qua bên khu vực bên kia thử xem ha, xem năm nay coi như thế nào. Nói chung nhìn chung ở đây năm rồi rất là nhiều nhưng mà năm nay thì rất là ít, hơi buồn buồn. Đây là đường Nguyễn Thái Học, đi thẳng ra qua bên kia là cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối. Lên chạy lẹ lên, chạy lẹ lên. Rồi chúng ta qua bên khu bên đây xem sao. Ở đây thì có một cái siêu thị với lại khu ăn uống ở dưới lòng đất nè, ở dưới mặt tầng chợ, tầng hầm của công viên. Bên đây là rạp Sen Hồng, sân khấu Sen Hồng. Thường mọi năm thì ở đây rất là nhiều mai, nhưng mà không biết năm nay thì như thế nào ha. Mọi khi thì đi vòng các con đường thì mình thấy bán hoa đồ rất là nhiều ở các vỉa hè. Nhưng mà năm nay thì em đi vòng vòng cũng chẳng thấy chỗ nào bán. Không phải chẳng thấy chỗ nào bán mà thỉnh thoảng mới thấy một vài chỗ bán. Hay là do là chưa ta? Đây quán cà phê Highland ngay góc đường Phạm Ngũ Lão với lại Đề Thám nè. Đây giờ có vẽ ô hết rồi nè, nhưng mà vẫn chưa thấy ha. Hy vọng là nay mai sẽ đầy ắp hoa ở đây và cầu mong cho người ta mua may bán đắt. Bên khu vực này là thường bán tắc với lại những cây có trái với lại mai vàng á. Một bên bán đào nhiều, bên bán mai nhiều. Nhà vườn Trúc Thanh. Những cái mai người ta trồng xong là người ta vô chậu, rồi tới mùa nó lại có hoa, rồi chơi vài ngày hết mùa thì lại gửi một năm, hình như là tùy cây á. Có cây 5-7 triệu, 5-10 triệu, có cây 2-3 triệu. Cây mai này quá trời bông luôn nè, quá trời nụ chứ chưa có nở. Cây mai rất là mắc tiền ha.
bên đây nữa. Em mua một chậu nhỏ nhỏ này vào 4-5 năm trước, nhưng mà tới bây giờ nó vẫn còn luôn á. Mấy cây này là những cây mai ghép, cái gốc hay là gốc cây khác, gốc mai khác người ta ghép cành vô. Những cây tắc quýt. Ồ, cây bưởi quá trời tái luôn nè, nó trăm trái. Đi con lửa rồi. Ồ, nhìn trái thấy mơi không? Nguyên rừng tắt luôn. Em ơi. Cái này cũng khoảng theo em biết thì cũng khoảng vài triệu, nhưng mà giá chính xác này không biết bao nhiêu, tại vì em không có mua nên là cũng ngại hỏi ha. Người ta chưa có bán được gì mà hỏi thì cũng hơi kỳ kỳ. Ồ, quá trời trái luôn, cho nhìn nè. Nên những trái này thì còn xanh, những trái này còn xanh chưa chín. Nói chung mình cũng thấy không khí Tết nhưng mà nó điều hiu quá. Cầu mong là vài bữa nữa sẽ đầy ắp hoa ở đây để chúng ta có nhiều bức ảnh đẹp, với lại cái không khí Tết nó đỡ buồn. Rồi, chắc video clip ngày hôm nay tới đây xin được khép lại. Một số hình ảnh ở chợ hoa công viên 23 tháng 9 gửi bà con cô bác, để mình thấy được cái tình hình cũng như cái không khí Tết ở Sài Gòn ngày hôm nay như thế nào ha. Để các anh chị ở các tỉnh khác thì mình, nếu năm nay mình không có lên Sài Gòn, hoặc là mỗi năm mình có bán, thì năm nay mình thấy được cái không khí Tết ở đây như thế nào. Nói chung bữa nay mới 23 thôi, hy vọng là ngày mai ngày mốt sẽ đông vui nhộn nhịp hơn, và còn mong cho cái dịch bệnh này nó cũng sớm được đẩy lùi, để người dân chúng ta trở lại cuộc sống bình thường, và anh chị cũng có dịp trở về quê hương, nhìn thấy những hình ảnh khu xóm, người thân thoải mái hơn ha, vui vẻ hơn. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, bye bye anh chị.
những cái trái nó kêu bằng những trái vú, ghép lại hình thành hình con trâu nè.